Ra đây, ra đây, ra đây nè. Ôi trời ơi, ôi trời. Coi mình đi cùng chơi nha. Coi nè. Thôi nè, nằm giúp em đi. Nằm đi chơi nha. Cưng quá à. Cô Bin đâu rồi? Em à, cô Bin nào? Em thấy Adam con, té ở đây. Lại giấc mơ bầu bì nữa hả? Là em cứ tưởng thiệt không? Thôi, mình còn trẻ mà, ha? Cứ từ từ. Bây giờ mình phải ngủ thôi nghe vợ. À, thôi đừng, đừng có ngủ nữa. Anh ngủ hoài chừng nào mới có con? Ngày mai có liền mà. Không. Ngủ luôn một lèo mới ghê chứ. Wow, ba nè. Con của mẹ. Thương cho mẹ ăn con cái nè. Con là món quà đẹp nhất mà ba mẹ từng có đó biết không? Cười đi con. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Con cảm ơn ông bà. Đây, của bà nội tặng con. Cảm ơn bà nội đi con. Còn đây, ông nội tặng con nè. Cảm ơn ông nội. Đây, của bà ngoại xinh đẹp tặng con nè. Cảm ơn bà ngoại đi con. Cảm ơn bà ngoại. Đây, út lành tặng con nè. Cảm ơn ông đi con. Mọi người đi con. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật con nha. Thiên thần của mẹ ơi, không biết tới chừng nào con mới xuất hiện trong bụng của mẹ nữa. Còn cái chàng lười này nữa, không biết phải tính làm sao với anh bây giờ. Vậy thôi anh xuống dưới chờ em nha. Dạ. Tranh thủ nha. Dạ. Lát rồi đằng nào mình cũng gặp bác sĩ, rồi mình hỏi luôn việc gì phải suy nghĩ nhiều cho nó mệt. Hình như rồi mẹ tới. Sao mẹ tới sớm vậy ta? Chà. Mẹ. Ủa sao hôm nay mẹ qua sớm vậy? Mẹ đem bao tử dê hầm thuốc bắc qua cho con Lam ăn nè. Còn nóng hổi mới hầm xong. Sao mẹ không cho Út Lành đem qua? Mà mẹ đem qua ăn chi cho mệt vậy? Mệt cái gì? Chồng ơi, chào mẹ. Con chào mẹ. Đây nè. Dạ. Bao tử dây hầm thuốc bắc đó. Sao bữa nay con đi làm sớm vậy? Dạ, hôm nay con có hẹn khám tiền sản với bác sĩ Điền. Biết chăm lo sức khỏe vậy là tốt đó. Thời của mẹ thì không được hiện đại như các con bây giờ, nhưng mà được cái là ông bà chỉ dạy. Bởi vậy cho nên mẹ mới sanh ra được anh Tuấn rất là đẹp trai, rất là bụ bẩm, rất là dễ thương và thông minh, có đúng không ạ? Thì đó. 1017. Nè, hai con nói cái gì vậy? Lần. Là ăn sao? Dạ, tụi con đang tính làm. Tính ngày tụi con cưới nhau đó mẹ. À, dạ đúng rồi.
tụi con cưới nhau là được 1017 ngày rồi ạ. Ừ, 1017 lần. Như vậy là gần 3 năm rồi chứ gì. Vậy tại sao hai đứa không sanh con để cho mẹ có cháu nội để ẩm bồng như người ta chứ? Ui dạ. Con sao vậy? Anh bị đau bao tử. Đau bao tử? Dạ con bị đau bao tử. Không hiểu sao dạo này con bị đau bao tử đột xuất quá mẹ. Sao chăng vậy không biết nữa. Hai đứa con á, coi thường sức khỏe quá. Lúc nào cũng chỉ lo làm việc, ăn uống thất thường, đau bao tử là phải rồi. Nhưng mà tự nhiên bây giờ hết đau rồi. Tự nhiên đánh cái là hết. Dạ. Chứ gì đâu. Dạ nó không có ảnh hưởng tới sức khỏe. Dạ. Không được rồi, coi thường sức khỏe quá. Nghe mẹ nói nè. Dạ. Kể từ ngày mai, hai đứa làm việc như thế nào, giờ giấc như thế nào thì tùy. Nhưng buổi tối á, phải về nhà ba mẹ ăn cơm. Còn buổi trưa á, thì mẹ sẽ kêu Út Lành đem cơm qua công ty cho tụi con ăn. Đâu cần phải làm như vậy đâu, tụi con lo được mà mẹ. Hai đứa coi thường sức khỏe như vậy thì biết khi nào mới sanh con sanh cái để cho mẹ có cháu nội bồng chứ. Mẹ dạ, ơi nhưng mà không nhân nhị gì hết á. Kể từ ngày mai, việc ăn uống sức khỏe của hai con để mẹ tự quyết định. Mẹ, đây là lệnh. Có thai. Chúc mừng hai bạn. Chúc mừng em nha. Cảm ơn mày nhiều nghe Điền. Cảm ơn mày rất nhiều Điền ơi. Bệnh viện mà. Mày cái gì? Cái thằng này. Cái anh này bất lịch sự. Đâu có sao đâu. Thằng này nó là bạn học của anh mà. Xin lỗi. Thôi, không sao đâu. Ai lần đầu tiên làm cha cũng có cảm giác như vậy mà. Thôi bây giờ vậy. Hả? Bây giờ tôi sẽ kê một số thuốc bổ cần thiết cho sự phát triển của thai nhi. Nha. Dạ. Đúng rồi. Sau đó là tôi sẽ lên lịch để đi chích ngừa trong quá trình mang thai. Đúng rồi. Ủa phải chích ngừa nữa hả? Ừ. Thôi em không chích ngừa đâu. Không được. Cái này á là rất quan trọng. Chích ngừa là để phòng ngừa những bệnh truyền nhiễm từ mẹ sang con. Nhưng mà có thuốc nào mà chích không có đau không vậy? Em yên tâm đi bà xã. Thằng này nó mà chích đau em á là anh rút cái giấy hành nghề của nó lại. Ê, tầm bay tầm ba. Nó nữa tao giận mày giờ. Thấy chưa? Chào con. Ai mà gọi điện giờ người ta làm chứ. Ôi trời ơi, hôm nay sao xui dữ vậy nè trời. Trời ơi, phải lau lại từ đầu rồi. Trời ơi, từ từ đi. Mẹ ơi, con vui quá. Giờ con có thai rồi mẹ ơi. Hai đứa con vừa mới từ phòng bác sĩ đi ra đây. Rồi con gọi điện con báo liền cho mẹ đây. Có bà đó không mẹ? Cuối tuần này á, con qua thăm ba mẹ rồi con báo cho ba mẹ luôn. Cho ba bất ngờ luôn. Dạ, thôi bây giờ con đi mua đồ cho em bé. Cho bà bầu đi. Vậy hả mẹ, con cúp máy nha mẹ. Dạ. Gì đâu, người lạ lùng ghê. Sẽ sang sát à. Tự nói tự cúp luôn. Vợ có thai mà làm gì ghê vậy? Hả? Mợ Lam có thai hả? Hả? Mợ Lam có thai hả? À! Mợ Lam có thai rồi! Làm cái gì cả buổi trời mà tôi bấm chuông mà không ra mở cửa. Cũng may là tôi có chìa khóa riêng á, không thôi là đứng ở ngoài rồi. Vui quá bà ơi. Bây giờ bà đang bực phải không? Còn báo cho bà tin này á, bà hết bực cô liền hả? Làm con gái phải từ từ. Lúc nào cũng hấp ta hấp tấp á, kiểu này á, ai dám rước mày. Con vui lắm bà ơi. Có chuyện gì mà vui? Đừng nói với tôi là cô có chồng nha. Dạ không, con có bầu. Cái gì? À không, Mợ Lam có bầu. Cái gì? Mợ Lam có bầu? Dạ.
Mợ Lam có bầu rồi. Nhưng mà ai nói cho mày biết? Cậu Kiên mới gọi điện cho con nè, nói là nó có bầu rồi hả? Dạ. Trời ơi, Mợ Lam có bầu là bà sắp sửa có cháu nội rồi phải không? Đúng rồi, con ba. Tôi lại tạ ơn trời Phật, tôi lại tạ ơn trời Phật. Bây giờ Mợ Lam có bầu rồi, bây giờ bà phải làm sao đây hả con? Con đâu biết. Trời, thôi đi, hỏi mày cũng như không hả? Đúng rồi, tao gọi cho ông. Không được, để tao trời gọi. Ơi, cậu Kiên nói là đừng có báo cho ông biết. Thôi mệt quá, tao lớn rồi, tao tự biết sắp xếp mà. Alo, anh đó hả? Anh đang ở đâu vậy? Ủa hả, em mới ăn lúc ở siêu thị mà. Cái gì? Hơn một tiếng rồi đó em. Bây giờ là cứ hơn một tiếng bắt em ăn một lần. Anh đang tính biến em thành con heo hả? Chính xác. Không phải vậy, nhưng mà em bây giờ là phải ăn cho hai người. Khẩu phần ăn của người phụ nữ có thai nó khác, hiểu không? Bây giờ vợ không muốn ăn thì cũng phải ăn cho con nha, thương anh. Anh coi chừng nha, đừng có bây giờ cái gì cũng bắt em làm cái này cái kia là vì con anh nha. Em không phải là cái máy đẻ của anh. Không phải vậy, người ta chăm sóc vì tình yêu chân thật mà. Bây giờ anh thương cả mẹ, yêu lẫn con ha. Nè, uống đi. Chỉ được cái dẻo miệng thôi. Nhưng mà anh cũng có phần hùng chứ bộ. Cái gì? Thì vậy đó. Đồ gian xảo. Gian xảo hả? Bớt gian chưa? Ngoan rồi, nhưng mà sao cái mặt anh gian kỳ cục quá. Còn gian hả? Ừ. Thôi nha. Thôi nha. Thôi nha. Chọc anh hả? Chọc hả? Ê, đừng. Chạy. Nè, muốn không? Thôi đâu. Đừng. Nè, coi. Đừng. Coi. Mèo. Mèo. Lại đây. Thôi miên hả? Không chơi vậy. Nè, trời đất, hai đứa làm cái gì vậy? Đi ra. Xuống đây đi, ba mẹ la chết vợ. Đi ở ngoài á. Chết anh rồi. Ủa sao ba mẹ qua đột ngột vậy? Sao không báo cho con qua con đón ba mẹ? Mẹ con á, vừa hay được tin á, là lập tức á, kêu ba chở qua bên đây liền nè. Mẹ, con đã dặn mẹ rồi, để vợ chồng con qua báo cho ba bất ngờ chứ. Phải rồi, bí mật quá ha. Quýnh quán đến nỗi tưởng con Út Lành là mẹ, vậy mà cũng bày đặt bí mật. Trời ơi. Ủa vậy là con nói chuyện điện thoại với Út Lành hả? Với ai nữa? Thôi kệ, nói với ai cũng được hết, cứ miễn là tin vui là được rồi ha. Ba mẹ ngồi chơi, con đi lấy nước. Khỏi con. Dạ. Không có nước no gì hết á. Nếu mà ba mẹ có khác á, để thằng Kiên đi lấy. Dạ, giờ để con đi lấy. Dạ. Ba mẹ ngồi chơi. Con, bây giờ con đang mang bầu bì, không cần phải phép tắc gì hết. Không sao đâu mẹ, con mới có cấn thai thôi hả? Đó. Chính vì còn non ngày non tháng chưa cứng cáp, cho nên á, đi đứng nằm ngồi con phải hết sức cẩn thận. Mẹ ơi, từ xưa tới nay chuyện phụ nữ mang bầu là hết sức bình thường tự nhiên, không có gì phải nghiêm trọng như vậy đâu. Đừng có nói như vậy, cẩn thận vẫn phải hơn. Bây giờ là một thân hai mạng, làm sao mà bình thường được con? Mấy chị trong công ty của con có bầu á, còn vác bụng bầu chạy chương trình cho tới lúc sanh mới thôi á. Có sao đâu. Cái gì? Vác bụng bầu chạy chương trình? Dạ. Vậy là con nhỏ đó không có mẹ chồng. Không được rồi. Ngày xưa mẹ mang thai thằng Kiên, khó khăn lắm mẹ mới giữ nổi nó. Cũng may là lúc đó mẹ nghe lời ông bà nội thằng Kiên. Vậy ý mẹ sao? Mẹ tính như vậy, ngày xưa ông bà nội thằng Kiên chăm sóc mẹ như thế nào thì bây giờ mẹ sẽ chăm sóc con như vậy. Trộm vía đứa nhỏ mà con đang mang á, nếu mà là con trai á, thì trách nhiệm của con lúc đó càng thêm nặng nề. Con hiểu mẹ nói không? Đó là ngày xưa thôi mẹ. Xưa cũ gì? Thời nào cũng mang bầu, cái thai trong bụng của con á càng ngày càng lớn. Con phải nghe theo lời mẹ, lần đầu tiên làm mẹ mà, hiểu chưa? Mẹ ơi, bây giờ kiến thức ở trên mạng cho bà bầu nhiều lắm, con có thể lên đó tham khảo. Mạng miết chi cho xa xôi, con có mẹ chồng mà, cứ nghe theo lời mẹ đi. Thằng Kiên đó, mẹ sinh nó ra sáng sủa khôi ngô, cũng một tay mẹ nè, nuôi nấng dạy dỗ nó nên người, con thấy chưa?
Nè, kinh nghiệm của người đi trước không có sai đâu. Hai em ha. Dạ. Dạ con biết rồi. Ừ. Trà ra. Dạ. Cẩn thận con. Đi đây em làm cho. Anh tìm cách giải dây cho em. Thôi để anh đi. Trà ra. Nhà con á ham có cháu nội quá cho nên mới vậy á. Chắc không sao đâu. Con cứ bình tĩnh, cứ để ba lo cho ha. Dạ con cảm ơn ba. Rồi đó, có chị Xu ủng hộ là mình yên tâm rồi. Ủa? Ý em là sao? Hồi nãy á, mình chỉ nói chuyện con Lam bầu bì thôi, chứ có nói gì đâu mà chị Xu ủng hộ. Trời, rõ ràng em nói á, để đảm bảo cho con Lam mẹ tròn con vuông thì không cho nó làm gì nữa, phải để nó nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Chị Xu nghe là đồng ý liền. Rồi còn công ty của nó làm sao? Công ty nhỏ xíu, có gì mà tiếc chứ. Em nói như vậy cũng không phải. Dù nhỏ hay lớn thì đây cũng là sự nghiệp của con nó. Bộ anh không biết thiên chức của người phụ nữ là sanh con đẻ cái và chăm sóc gia đình hay sao? Còn tất cả những chuyện khác chỉ là việc phụ. Lúc đầu á, nhà mình với chị Xui á quyết định góp vốn cho nó mở công ty cũng là vì mình thấy á, nó có ý chí tiến thủ, không có ỷ lại vào thằng Kiên. Giờ em nói bỏ thì bỏ làm sao được. Nè, nó nghĩ á, mình ỷ thế cha mẹ ép buộc nó làm sao. Chứ không lẽ gì vậy, cứ để nó vác bụng bầu đi làm à. Thì con nó mới cấn thai thôi mà. Em cũng nói công ty có chút xíu hà, có gì đâu phải ngại. Em lo á là lo cho tổ tiên dòng họ nhà này. Anh không giúp nó vô thì thôi. Còn Lam á, nó mà có bề gì, cháu nội anh mà có bề gì thì lỗi một phần cũng có anh đó. Thôi, em muốn tính sao em tính, nhưng mình làm gì cũng phải tế nhị một chút. Anh vô phòng nghỉ ngơi nghe. Ê trời ơi, theo em từ sáng cho tới giờ á, còn hơn chạy bộ mấy trăm vòng á. Thôi được rồi, anh vô phòng nghỉ ngơi đi, mọi chuyện để em lo. Em, bà xã. Làm gì bộ nhiễu vậy? Đừng có làm phiền công đoạn làm đẹp của em. Em đang có một sự khó chịu không hề nhẹ một chút xíu nào hết. Em mệt mỏi hả? Để anh. Em, để anh massage cho. Thôi đừng có nịnh nọt em, có ý đồ gì phải không? Không hề nha. Trai massage này á là người hoàn toàn trong sáng nha. Để anh massage cho, tuyệt chiêu luôn. Tuyệt chiêu kiến bò luôn. Thôi. Không thôi, làm là phải đúng bài. Bây giờ đến tuyệt chiêu gia truyền. Tuyệt chiêu ốc sên bò. Thôi mà, thấy ghê. Trời ơi, ghê đâu ghê. Để anh massage cho. Anh vừa massage vừa ca nha. Thôi, anh ca thấy gớm. Vậy thì anh sẽ vừa massage vừa múa cho em. Thôi, anh tay anh massage cho em rồi lấy gì mà múa. Thì, nè. Múa bằng miệng hả? Thôi, anh múa em ói hai lần. Em biết không, hôm nay á, cái tinh thần của anh nó làm sao á, nó không có định hướng được. Nó khó tả lắm. Tinh thần của anh lúc nào nó cũng, sao ta, nó không bình ổn. Nó cứ lưng. Anh giống như là bay ở trên mây. Thôi, anh ra đây em coi. Hả? Ra đây ngồi, đây ngồi xuống. Sao anh bị tụt huyết áp hả? Em nói với anh bao nhiêu lần rồi, tại sao anh không nghe lời em hả?
anh làm cái gì rồi anh cũng không được bỏ bữa. Rồi cuối cùng là anh có bị chóng mặt hay là ù tai, nhức đầu không? Không, anh đâu bị gì đâu. Em làm gì mà cuống cuồng lên vậy? Cũng may là anh không bị cái gì hết. Chứ nếu mà anh bị cái gì hả, mẹ sẽ cho là em chăm sóc anh không tốt. Lúc đó sẽ có lý do để bắt tụi mình đi về nhà ở với ba mẹ. Và lúc đó thì sao, bầu trời tự do của tụi mình sẽ sụp đổ xuống. Anh không có bị gì hết. Thiệt à, thiệt mà. Không có giỡn với em vậy nha. Ờ biết rồi. Tại vì anh thấy người nữa lân lân á. Giống như là tại vì rất là hạnh phúc, sắp có con. À vậy là em không thích đúng không? Đâu có, em vui mà. Em rất là vui mà. Tại vì là nó mới quá, em chưa có quen với cái việc là em đã có thai. Cho nên anh nhắc em mới nhớ. Cái gì? Không được nha, cái này là bậy á. Em phải luôn luôn nhớ trong người em á là đang mang một mầm sống, một thiên thần của anh. Rồi rồi rồi, em biết rồi. Và vào lúc đó, lúc nào mình cũng phải nhớ, phải nhỏ nhẹ, từ tốn. Nói năng cũng từ từ. Đúng rồi. Nằm xuống cũng từ từ. Phải đúng nhẹ rồi đó. Nhàng. Anh. Ừ? Em đói quá à. Đói bụng hả? Ừ. Trời, mới ăn mà đói bụng gì. Ê dạ. Ý anh nói em là con heo phải không? Ăn hoài à, mới ăn xong đã đói. Muốn ăn gì đây? Muốn ăn gì? Em muốn ăn sầu riêng. Cái gì? Trời. Sao? Sao ăn ba cái trái thúi quắc vậy? Hả? Cái gì vậy? Đồ em ăn mà anh dám kêu là thúi quắc hả? Thì nó thúi mà. Con thích ăn, em thích ăn. Xạo quá. Con muốn ăn thiệt mà. Để anh hỏi con. Đây nè, hỏi con bằng luôn nè. Hey con, bây giờ con muốn ăn sầu riêng không? Dạ không. Đó, chính xác luôn. Nè, anh không có mang thai con, anh không thể nào nghe con nói được. Em mới là người mang con ở trong bụng. Cái dây rốn của con nối với tai của em nghe từng lời của con nói. Anh coi nè. Bà ơi, con đói quá. Bà đi mua sầu riêng cho mẹ với con ăn đi. Con thèm quá. Nhưng mà con ơi, cái mùi đó nó thúi quắc à. Con ăn vô không có được đâu con ơi. Anh có đi không? Anh có đi không? Anh mua cho em không? Nhanh. Dạ. Bỏ xuống. Cắn à. Thôi được rồi, nếu mà anh không đi thì thôi. Để em và con lê lết ngoài đường, đêm hôm ngoài đường đi mua sầu riêng ăn. Rồi đêm hôm tối tăm biết đâu có bọn côn đồ ở đâu nhảy ra làm hại em với con em. Được rồi. Anh sợ em quá. Anh sẽ mang về cho em. Mặc dù nó thúi nhưng mà anh sẽ chịu mùi thúi. Anh sẽ đưa về cho em một quả sầu riêng thật thơm cho em. Hãy đợi đấy. Hãy đợi tin vui của anh. Trời ơi, chồng em dễ thương quá à. Không có ai được như chồng của em hết á. Trái nào cậu? Lấy cái này trước. Trái này ngon lắm. À dạ. Mất cổ luôn hả? Trời đất ơi. Công nhận là chết rồi. Sao con cháu này hôm nay đừng có công việc ở nhà bếp đó. Kiểm coi dạ có lại bỏ đó tôi vừa đọc game. Theo tôi luôn rồi hả? Lành. Lành. Biết tên tôi luôn hả? Tôi đâu có tội gì đâu. Tôi chỉ coi phim thôi mà. Út Lành. Trời ma. Ma đâu mà ma?
Ủa? Ê bà hả? Trời ơi, về đêm sao bà giống ma quá vậy? À, không, bà ơi, con đang coi phim ma. Giờ này không ngủ mà coi phim ma. Phim này hay lắm bà. Phim này có tựa đề là ma, ma bào thai. Nghe cái tựa đề phim là biết phim ma nhảm nhí rồi à. Thôi không có nhảm đó bà ơi. Phim này ghê lắm. Con kể bà nghe cái nội dung nè. Một bà mẹ có thai, xong rồi suốt ngày không lo dưỡng thai mà lo đi nhậu nè, hút thuốc nè, đi ba nè, mà bà mẹ chồng nói hoài không chịu nghe. Bà mẹ chồng tức quá, bà mẹ chồng cho con dâu uống một chén thuốc gì đó không biết. Trời ơi, cuối cùng con dâu không chết mà em bé chết. Ý không, bị sảy thai. Trời ơi, chỗ này mới ghê nè. Sảy thai rồi là em bé chết rồi đúng không? Em bé quay về trả thù. Ghê lắm. Em bé đi tách. Mà trả thù ai bà biết không? Trả thù bà mẹ chồng. Thôi đi. Hứ. Tao cấm mày, kể từ giờ phút này tuyệt đối không được nhắc hai từ sảy thai trong cái nhà này, nhớ chưa? Và tao cấm tuyệt đối mày không được coi phim ma nhảm nhí, nhất là phim ma bào thai đó. Dạ con hứa với bà, con sẽ không coi phim ma bào thai nữa, mà con coi phim ma cướp bế. Không có được luôn. Đi ngủ đi, nhảm nhí. Hả? Trời ơi, trời ơi, remote mới đây đâu mất tiêu rồi. Trời ơi, tôi chắc chắn là nhà này có mà. Hả? Trời ơi, còn bút nữa hả? Lần đầu tiên anh thấy em ăn dữ gì luôn á. Là sao? Ý anh nói em là con heo hả? Phải không? Không phải. Em đang ăn tại sao bịt hai cái đó vô lỗ mũi vậy? Tại anh hưởng được. Tại sao đồ ăn của em mà anh ngửi không được? À, tại vì thúi. Hả? Vậy là anh nói em ăn đồ hư thúi vô miệng em hả? Không phải, tại vì em ngửi được. Em thích cái mùi thúi của anh, đâu chịu mùi thúi được. Tháo hai cái đó ra đi. Nhanh lên. Chị vậy? Tháo ra đi mới hết khinh thường em. Không. Cho em cái cảm giác được tôn trọng đi. Tháo ra đi mà. Cảm giác tôn trọng em kỳ cục quá vậy. Thôi được rồi, bà xã được rồi. Ê, chơi kiểu gì vậy? Chơi ăn gian hả? Nín thở hả? Hít thở đi chứ. Anh phải ngửi cái không khí đang ở xung quanh đây để cho cái luồng khí của anh nó lưu thông. Thở đi. Thở. Trời ơi, một luồng khí trời. Thôi được rồi, tôi khỏi đi. Anh mà cứ như vậy rồi từ ngày mai em khỏi ăn cái gì luôn, cho anh khỏi nói cái gì hết. Thôi mà, không phải vậy. Ý anh không phải vậy, thấy không? Anh biết á, em muốn ăn á là vì con thèm, đúng không cô Tí của ba? Sao anh biết là cô Tí? Lỡ là con gái thì sao? Thì người ta nói nếu bên nội á có con trai đầu lòng á thì đến đời cháu nội á cũng là con trai đầu lòng. Rành quá ha. Anh. Em no quá. No dẹp em ơi. Ê, không được. Không, no mà còn một miếng, giờ bỏ đi thì mang tội lắm, hiểu không? Bây giờ dục đi em, còn không em ăn đi. Không được, không được. Em no rồi, anh ăn đi. Thôi bỏ cho chó ăn đi em. Cái gì? Tại sao anh lại nghĩ là bỏ đồ ăn cho con chó ăn? Thôi, tập cho chó ăn trái cây đi. Anh ăn đi. Hả? Anh có biết là bây giờ mình mà bỏ đồ ăn là phí và mang tội lắm không? Vậy thì em cố gắng ăn đi em. Ăn đi, em ăn no đi. Rồi, ăn đi cho nó hết. Được. Em ăn là em ói. Em ói là con ói. Con ói là con đau. Anh biết không? Anh phải ăn đi. Chứ ngoài đường bao nhiêu người đói khát nghèo, không có gì ăn hết trơn, không có tiền mua đồ ăn. Mà bây giờ mình bỏ nguyên miếng sầu riêng đây, có tội lắm. Anh ăn. Để anh ăn nha. Còn không đến con mình rồi, nó cũng rồi, đang thắc được mắc rồi, được rồi. Nó nói là ba ơi, ba những bạn mồ côi ngoài kia đã không có gì ăn hết, sao ba lại đi bỏ phí miếng đồ ăn. Khử trùng cái đã.
xong rồi con khóc. Em ăn đi ba. Trời ơi, vui quá, vui quá. Hết rồi, đau gì nữa? Em đau quá. Rồi rồi, anh biết rồi, để anh làm hết cho. Mệt quá, em làm cái gì? Không phải, không phải. Em đau bụng quá. Gì, em đau bụng hả? Nhanh lên, để anh đưa đi bác sĩ. Nè, em nên hỏi ý kiến của hai con coi sao. Biết đâu chừng hai con mình nó cũng đã tính trước mọi thứ chu đáo rồi. Cần gì phải hỏi, mình là cha mẹ, không lẽ mình không quyết định được hay sao? Ơi, hay, nhưng mà tôi nói lớn rồi. Anh đó, nếu mà nó có chuyện gì thì sao? Giờ này mà ai gọi không biết nữa. Alo. Alo, mẹ hả? Mẹ ơi, giờ con vô bệnh viện cấp cứu rồi. Cái gì? Con lên đi cấp cứu hả? Dạ. Con gọi bác sĩ liền đi, ba mẹ sẽ vô liền. Dạ con biết rồi. Còn làm đi cấp cứu. Trời ơi, anh ơi, Long à, anh ơi, Long, anh đứng ngoài đợi nha, anh không được vô đâu. Dạ, dạ. Khi nào cần chúng tôi sẽ gọi anh mà. Dạ, vợ tôi đi đâu vậy ạ? Anh là người nhà bệnh nhân phải không? Dạ đúng rồi. À, bây giờ chúng tôi sẽ đưa cô ấy đi xét nghiệm và siêu âm. Dạ. Mà chị ơi, vợ tôi đang mang thai, với lại vợ tôi sợ chích lắm đó chị. Anh cứ bình tĩnh đi. Bây giờ chúng tôi chỉ đưa cô ấy đi siêu âm, chừng nào có kết quả chúng tôi sẽ báo cho anh sau. Anh cứ ở ngoài này chờ. Dạ, đi nha. Dạ cảm ơn chị. Trời ơi, anh à. Gọi cho thằng Thất một lần nữa đi. Rồi, gọi rồi mà sao thấy không bắt máy? Chắc nó đang chạy xe hay sao á? Thiệt tình hả? Kể từ ngày mai á, anh biểu thằng Thất ngủ ở đây luôn đi, để bữa nào có chuyện gì là em với anh phải chờ phải đợi như vậy đó. Làm sao mà được chứ, nó còn vợ con, nó phải về nhà nó nữa. Chứ anh nghĩ coi, mỗi lần mà có chuyện gì cấp bách á thì em với anh phải chờ phải đợi. Rủi mai mốt á em mà có mệnh hệ nào, chắc đợi em chết khô á lúc đó nó mới tới. Ôi xì xì, nó bậy không à. Bà ơi, con có cách này nè. Cách gì con? Không ấy, con lấy xe đạp chở ông bà vô bệnh viện em. Xe đạp chở ba được không? Rồi xe đạp đi chừng nào mới tới? Cách gì mà kỳ cục hả? Anh đó nha, nghe em nói rồi đó, ngày mai anh giữ chìa khóa đi, đừng đưa cho nó giữ nữa, để lỡ có chuyện gì á anh còn chở em đi được. Trời ơi, nhưng mà thằng Thức nó không có chịu. Không chịu cái gì? Trời ơi, nó tới kìa. Trời ơi, bây giờ mới tới. Ê, có gì nè, sao mà tới trễ dữ vậy hả? Dạ con chào dì, chào Dượng. Ủa có chuyện gì mà dì Dượng gọi con dậy trễ quá vậy? Đi lẹ lên. Hả? Đi đâu dì Dượng? Đi bệnh viện. Dạ. Ủa hai dì Dượng ai bệnh hả? Không có hỏi nhiều nữa, đi. Dạ dạ. Bên đây, bên đây, bên đây. Quẹo, quẹo. Thẳng đi, thẳng đi, thẳng đi. Đi, đi. Tông, tông. Ta luôn, ta luôn. Chị ơi, vợ tôi. Kiên, Kiên. Ờ, mẹ. Kiên. Ba mẹ, sao lâu quá vậy? Thì ba mẹ phải chờ thằng Thức nó thức nữa. Nè, mà vợ con sao rồi? Bác sĩ vừa đưa vào trong rồi. Nhưng mà nó bị làm sao phải đưa đi cấp cứu vậy? Dạ, lúc nãy ăn sầu riêng vô, xong vợ con la dữ dội, rồi con đưa vợ con thẳng tới đây luôn. Trời đất ơi, bầu bì mà tại sao đi ăn sầu riêng? Tại vì vợ con nói thèm á. Thèm thứ gì mà độc địa vậy? Thiệt là khổ à.
Mẹ đã nói rồi, hai đứa bay thiệt là ẩu tả, không biết lo lắng sức khỏe gì hết á. Bà bớt cằn nhằn lại đi, đây là bệnh viện chứ đâu phải nhà mình đâu. Điên, giờ tao sao rồi? Giờ tao có làm sao không mày? Mày làm gì vậy? Ở đây bệnh viện mà, phải từ từ chứ. Dạ, con chào hai bác. Chào con. Hai bác cứ yên tâm, bệnh nhân chỉ bị ngộ độc thực phẩm nhẹ thôi. Hiện tại tụi con đang cho truyền dịch rồi. Còn cháu nội của bác có sao không con? Cũng không sao hết, bây giờ chỉ cần vô một chai nước biển là có thể về được rồi. May mắn quá. Hai bác đừng có lo lắng nhiều quá. Cảm ơn con. Dạ, không có sao đâu, hai bác cứ yên tâm. Dạ, con xin phép. Dạ. Tao cảm ơn mày nhiều nha. Mày á, lo cho vợ mày cũng không xong nữa. Tao vô nghe. Cảm ơn nha. Thôi giờ cũng khuya rồi, mà làm cũng không có sao. Thôi ba mẹ về nghỉ ngơi đi. Thôi mình về mà. Con ở lại lo cho vợ con nha. Dạ. Nè, có gì gọi điện cho mẹ nghe chưa? Dạ, cảm ơn mẹ. Em làm cái gì mà cứ trằn trọc hoài vậy? Ngủ đi. Thì anh ngủ đi. Không được, phải quyết định thôi. Em mơ hả? Sao ngủ ngủ ngồi bật dậy làm bèm gì à? Anh mơ thì có. Ngày mai á, anh sẽ biết. Còn bây giờ á, anh ngủ đi. Thiệt là khó hiểu à. Nè, đàn ông đúng là vô tâm. Chuyện vậy mà cũng ngủ được. Hay thiệt. Nghe hết rồi nghe. Nói gì mà cũng ngủ được. Rồi, giờ anh thức với em nè, được chưa? Ngủ. Đúng là khó hiểu. Anh. Xong rồi hả em? Trở lại với bộ đồ của em ngày xưa rồi. Em ghét cái bộ đồ bệnh nhân này khủng khiếp. Anh cũng vậy. Ôi, ngon quá à. Ê, làm gì vậy? Ăn à. Bỏ xuống, không được anh. Bỏ xuống, nhanh lên. Tại sao đây có phải sầu riêng đâu? Nhưng mà em. Anh làm xong chưa? Anh sẽ chở em về nhà gấp. Còn tắm rửa, phải làm tóc, chiều em có hẹn với khách nữa. Giờ anh nghĩ mấy chuyện này á, em nên giao cho những người khác đi.
bà đang ở đâu vậy? Xong rồi, có vụ gì hấp dẫn hả? Bà lúc nào cũng vụ này vụ nọ hết trơn á. Làm luật sư cãi hoài mệt hả thím hai? Chuyện đó thì có liên quan gì ở đây hả? Thì bà mới hỏi tôi là vụ này vụ nọ đó. Trời ơi, rõ ràng là tôi hỏi có vụ gì hấp dẫn chứ có nói vụ án gì đâu. Tôi tưởng đâu bà bệnh nghề nghiệp. Vậy bà gọi tôi có gì không? Trời, cái gì vậy thím hai? Bữa nay tôi với bà hẹn tới đây để hỏi vụ tập yoga cho bà bầu mà. À, chết, quên nữa. Biết ngay thế nào bà cũng quên à. Tới nhanh đi bà thím. Ủa vậy bà tới rồi hả? Chứ không lẽ tôi còn ngơ ngác giống bà thím hả bà thím? Lẹ nha, tôi chờ đó. Ờ, nhanh nhanh nha. Thôi, tôi lên trển trước nha. Ok. Chị ơi, chị đã quên cái giỏ rồi nè. Tôi quên. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Tôi nghe. Alo, anh hả? Có chuyện gì không? Em gọi điện thoại để nói anh á, nếu mà có đói bụng thì ăn cơm trước đi. Em có chút chuyện, sợ về trễ. Khỏi dặn. Tôi cũng đâu có ý định chọn cô. Tôi có hẹn với mấy thằng bạn rồi. Anh Thành. Đàn ông gì đâu kỳ cục. Lúc nào cũng ăn nói thô lỗ với vợ hết. Ở đây hai em. Dạ mời hai chị. Ê, nhìn cũng khang trang ha bà Khánh. Tôi thấy sạch sẽ là tôi thích rồi đó. Dạ xin giới thiệu với hai chị, đây là phòng thay đồ của trung tâm mình. Dạ bây giờ mời hai chị sang tham quan phòng tập yoga của trung tâm ạ. Dạ mời hai chị. Thở ra bằng miệng, hít vào bằng mũi. Thở ra. Rồi duỗi thẳng chân ra. Rồi. Chị ơi, chị có sao Mỹ không chị? Trời ơi, bà đang mang bầu đó. Bà làm cái gì vậy? Thì bắt chước người ta tập nè. Giờ bà đang có bầu, phải cẩn thận một chút chứ. Ờ ha, tôi quên. Trời ơi, tập mấy động tác khó vậy, sao tập? Chị ơi, đây là những động tác nâng cao, lớp học nâng cao cho nên những động tác khá phức tạp. Ủa vậy chứ còn lớp của bà bầu thì sao em? À, lớp dành cho bà bầu thì đơn giản hơn. Chủ yếu là tập hơi và những động tác nhẹ nhàng đơn giản để tốt cho cả thai nhi và sản phụ ạ. Đúng rồi, chứ bà bầu tập vậy sao tập được. Dạ, nhưng mà hai chị định tìm lớp cho người thân hả? Không có, tìm cho tụi tôi á. Cho hai chị sao? Tụi tôi mới có tin vui gần đây thôi à. Nhìn cả hai chị còn mê nhon quá, cho nên em không nghĩ là hai chị có bầu. Rồi, đó, bà thấy nha. Chưa? Thấy gì? Đâu phải ai có bầu cũng lượm thượm đâu. Mình phải làm thay đổi suy nghĩ của mọi người chứ. Bà nói một hồi, người ta tưởng bà là hoa hậu sản phụ bây giờ. Bà làm ta mất hứng à. Dạ thôi bây giờ em dẫn hai chị qua phòng khác tham quan. Về phía trước. Đi bà. Rồi thở ra. Đi kìa. Còn nhìn gì nữa? Tôi biết rồi. Chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng tiểu thơ Hồng Lam. Chúc mừng tiểu thơ Hồng Lam sắp được lên chức. Chúc mừng bầu bí đơm hoa kết trái. Đơm hoa kết trái nghe sến muốn chết. Sến cái gì mà sến? Bộ bà không thấy hình ảnh đó nó đẹp lắm sao? Không lẽ bà muốn so sánh hình ảnh bà bầu xấu xí giống như cốc chữa bà mới chịu hả? Ôi, nói chuyện nghe thật khủng khiếp. Bà Mỹ Hồng nói chính xác. Bầu thì bầu, nhưng mà lúc nào mình cũng phải năng động và xinh đẹp giống như tôi vậy nè. Dạ tôi biết rồi, bà rất là xinh đẹp, rất đẹp. Sao tự nhiên buồn bất chợt vậy? Chẳng lẽ bà với ông Kiên không muốn có con hả? Tụi tôi tất nhiên là mong rồi. Nhưng mà... Ê, nè nè, bà đừng có nói với tôi á là đứa bé đó không phải con của bà với ông Kiên nha. Cái gì? Bộ mấy bà bị điên hả?
không phải con ông Kiên, không lẽ là con của thầy Thiên? Ê, nói nghe nè, chuyện này quan trọng lắm, mấy bà đừng có giỡn. Xin lỗi, tôi lỡ lời. Cái bà này, nè, nếu mà là con của ông Kiên á, thì mắc mớ gì bà phải buồn? Đúng rồi đó. Tôi với anh Kiên lúc nào cũng muốn có con, tôi nói thật. Nhưng mà tôi không thể nào chịu được những cái kiểu mà bế quan tỏa cản. Là sao? Sao? Có nghĩa là sau khi biết là tôi có thai, bà mẹ chồng tôi qua nhà bắt tôi ngồi yên một chỗ, không được làm một chuyện gì hết, thậm chí không được tới công ty nữa. Hả? Có cần phải nghiêm trọng vậy không? Chưa hết đâu, mới hồi nãy ba mẹ chồng tôi qua nhà, xong rồi nhìn tôi rồi nói muốn là vợ chồng tôi phải chuyển qua nhà ba mẹ để ba mẹ tiện chăm sóc. May mà tôi đã dùng cái này để giả bộ là có cuộc điện thoại của bà Hồng. Sau đó tôi xạo là có một công chuyện rất là gấp, cho nên là bây giờ tôi mới chuồn đi được đó. Vậy bây giờ bà tính sao? Không lẽ lấy cớ tránh mặt hoài? Tôi giờ cũng không biết là phải tính như thế nào nữa. Ra là vậy. Làm tôi tưởng bà có chuyện khó xử chứ. Em. Ủa, sao anh đi đón em? Má mà biết á, má cằn nhằn chết luôn á. Anh nói với má là anh đi công chuyện, má không có biết đâu. Với lại xe của em hư mà, anh không đón em thì em cũng đi xe ôm về. Đi xe ôm kia tốn tiền, đi xe ôm này không có tốn tiền mà còn được ôm nữa. Anh này, vậy thôi anh chở em vô chợ nha, em mua chút đồ ăn. Ừ. Rồi, em lên đi. Rồi, ôm vô. Vô. Ê, uống đi nhai hoài ông nội. Mày mà uống đi nhai hoài à? Cái miệng tao bị vậy mà nhai gì? Mày còn thấp tao nữa hả? Xin lỗi xin lỗi. Mày tao la hoài. Quên. Ủa? Không phải vợ ông đang có bầu, giờ chưa về rồi đây? Đúng rồi đó. Gặp con vợ tôi á, bữa nay đi vào ngoài chứ không thôi giờ này á là nắm đầu tôi rồi. Tụi bay là đàn ông mà tụi bay hèn quá. Mình là chồng, mình nói là tụi nó phải nghe. Phải không? Phải không nói vợ ông nghe không? Nghe hay là cãi? Bả là luật sư á, không dám cãi lại bả không? Đúng rồi. Hả? Ê, chúng ta là những người giàu lịch sự, văn minh. Đập chén đập bàn là phường của giang hồ, hiểu không? Tôi thấy là thằng Phương nói phải. Đúng rồi. 10 thằng cả chưa là giờ ông, đúng không? Tụi bay đừng có coi thường tao. Vợ tao trong mắt tao không là cái thá gì hết á. Tao nói một là một, hai là hai, một là một, hai là ba. Bây tụi bay không tin tao đúng không? Tụi bay coi thường tao đúng không? Tao sẽ cho tụi bay sáng mắt ra. Sáng mắt tôi, tối mắt ông. Anh đi đâu mà về trễ vậy? Tôi đi đâu cũng phải báo cáo cho cô biết hả? Tôi là chồng chứ không phải là phạm nhân, càng không phải là con cô. Cô có nghe chưa? Anh nói gì khó nghe vậy? Anh đi về trễ thì em lo lắng thôi. Kéo được vậy coi, đỡ được vậy coi. Ông nói khó nghe hả? Kêu bà vú nấu mì cho tôi ăn. Ê lên. Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không mà anh còn kêu bà vú nấu mì cho anh ăn nữa? Bà vú không nấu thì cô đi nấu. Anh đi chơi về trễ, anh không biết lỗi mà anh còn la làng la sớm lên như vậy. Anh muốn ăn á thì tự xuống dưới mà nấu ăn đi. Ê, ai? Cô là vợ tôi, cô phải thức chờ tôi về. Tôi đói bụng, cô phải xuống dưới nấu mì cho tôi ăn, biết chưa? Tôi nhắc cho anh nhớ,
Tôi là vợ của anh, chứ không phải là nô lệ của anh mà ngồi đó chờ anh sai bảo. Anh đi ra ngoài nhậu say xỉn rồi anh về. Mẹ mày cũng ngon lắm rồi. Để mặt với tôi. Coi thường tôi. Không lâu đâu. Không lâu đâu. Không lâu đâu. Không lâu đâu. Hả? Không lâu đâu. Nè, uống sữa đi con. Chú ơi, con no rồi, con không uống nổi nữa đâu. No thì cũng phải uống, uống như thay nước vậy đó. Dạ. Nè nghe, bây giờ con ăn là con ăn cho hai người á, cho nên con phải ráng á. Mẹ khỏe thì con mới tốt được chứ. Ngán quá à. Ráng đi con. Con uống hết nổi rồi. Vú Vú ơi. Vú đưa cái này. Vú đưa cái này cho anh Thành. Vú nói anh Thành là chiều nay đi taxi qua bác sĩ Hải chăm cứu giùm con. Trưa nay con có hẹn với khách ăn cơm, không có về được. Lát nữa Vú hỏi anh Thành là ăn cái gì, Vú nấu cho ảnh giùm con nha. Vú dọn giùm con. Bà xã. Bà xã, có chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Trời dạ. Sao lại mất hết hết đồ? Trời ơi, sao mà mất hết đồ rồi nè? Trời ơi. Giờ không còn cái gì ở trong nhà hết. Anh trộm nó vô. Nè, cái tivi nó đã mất. Cái điện thoại. iPad. Cái laptop. Thở đều, thở đều, thở đều. Giữ trật tự nha. Mất đồ thôi mà, không có sao hết nha. Từ từ khoan khoan. Sao kỳ vậy? Ăn trộm gì mà sao lịch sử quá vậy? Hả? Tại sao ăn trộm vô lấy đồ nhà mình á? Gồm mấy cái đồ mà tại sao lại đắp mấy cái giấy màu lên nữa mà hả? Ủa mà sao vẫn còn đồ đây nè? Vậy là sao? Hả? Bình tĩnh, bình tĩnh đi em nha. Hồi nãy em đi vô đây nè, em có mở cái cổng á. Sau đó vô tận đây em cũng mở cái cửa phòng khách này luôn. Có khóa luôn hả? Nó có khóa luôn. Ủa sao kỳ vậy ta? Sao tự nhiên nó lấy đồ xong, nó đi xong rồi nó khóa cửa lại đàng hoàng? Ý là nó không muốn cho trộm khác khỏi vô thay vì là nó phải lấy hết đồ rồi hả? Hay là nó lấy rồi nó khóa để không suy nghĩ gì được luôn. Trời ơi, ăn trộm bây giờ nó tinh vi lắm. Để anh báo công an cái đã. Mẹ gọi. Nói em đi làm rồi. Để mẹ đừng có mang đồ ăn qua nha. Alo. Dạ con nghe mẹ. Con về nhà chưa? Dạ con mới về. Mẹ gọi có gì không mẹ? Có gì hả? Bộ con không thấy mẹ đã dọn hết đồ đạc của tụi con về rồi hay sao? Hả? Mẹ dọn hết đồ nhà con đó hả? Phải. Sao mẹ lại làm như vậy? Từ từ để tụi con giải quyết. Không từ từ gì hết. Mẹ đã quyết định rồi. Đồ cũng đã dọn về. Kể từ ngày hôm nay, hai vợ chồng con phải dọn về nhà ba mẹ ở, để mẹ chăm sóc con Lam và cháu nội của mẹ. Đây là lệnh. Mẹ, mẹ ơi, mẹ, 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 mẹ. Trời ơi. Trời.
Thôi mà, vợ ơi, vợ. Anh nhớ nha, anh nhớ nha. Anh nhớ gì, anh có làm gì đâu mà nhớ. À đúng rồi. Nhớ, mẹ của anh chọn đồ nhà tôi nha. Nhưng mà, vợ. Chết rồi. Trời, vợ ơi. Ơi mệt quá. Mà bà uống nước. Làm gì thở dữ vậy? Dạ con mệt. Bà nghỉ đi. Cái tivi chà bá à? Một mình con bà ơi. Ôi, nhưng mà cuối cùng cũng xong rồi hen. Con chịu á. Vậy đi. Mà cậu mở biết được á, trả tay không kịp luôn. Phải làm như vậy mới trị được mấy đứa cứng đầu như tụi nó. Dạ. Con nghĩ đi. Mợ Lam đang bầu bì mà cứ tự tiện ăn uống sinh hoạt như vậy thì làm sao bà yên tâm được chứ. Dạ đúng rồi. Bà uống nước đi. Ừ. Ê, ông xuống rồi kìa. Thưa bà con đi tới cây. Dạ anh chào ông. Ừ. Anh. Ừ. Em ra tay rồi đó hả? Trời, anh làm như là em mới vừa đi giết người về vậy. Em nè. Ừ. Em làm gì á thì cũng vừa phải thôi. Cái gì cũng tự ý quyết định. Anh sợ con nó không bằng lòng đâu. Anh nói vậy là sao? Ý anh nói là em áp đặt tụi nó vì lợi ích của em mà. Anh nghĩ lại xem, em làm việc này là vì ai? Ý của anh á không phải như vậy. Chỉ là con cái đều lớn hết cả rồi. Em muốn làm vậy cũng phải nên hỏi ý kiến tụi nó trước một tiếng. Ý của anh nói là em là người hồ đồ tùy tiện chứ gì. Anh nhớ lại coi, ngày xưa á, em làm dâu cho nhà bà nội thằng Kiên, mẹ nói cái gì, mẹ biểu em làm cái gì, em có dám cãi lời mẹ hay là không? Lúc nào em cũng nghe lời mẹ. Còn bây giờ em làm tất cả những chuyện này cũng là vì dòng họ của anh thôi mà. Thôi đúng. Đúng. Em làm đúng hết, được chưa? Anh không tham gia chuyện này nữa. Em muốn làm cái gì thì em làm. Anh. Anh xin em bố. Em không thể nào chịu đựng được sự áp đặt của mẹ anh nữa. Thôi mà. Vợ ơi. Trời. Thôi mà em. Thôi mà. Thôi mà đừng có nóng mà nha. Rồi từ từ anh sẽ tìm cách nha. Hả? Anh tìm cách gì? Mẹ anh đã dọn hết đồ đạc ở đây rồi, anh còn tìm cách gì nữa? Thì anh sẽ mua lại đồ cho em. Em không cần. Em phải bình tĩnh lại. Em mà nóng như vậy á thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ và con. À, và con hả? Biết ngay là anh nói câu đó mà. Anh với mẹ anh y chang nhau trong cái chuyện đó. Mẹ và con đúng không? Đúng rồi. Thôi được rồi, bây giờ em sẽ không nói nữa. Em không nói một câu nào nữa. Em nói câu này. Nè, bà đang có bầu, bà không nên. Chớp quốc. Từ từ đi mẹ. Từ từ là khi nào? Từ từ là để khuya nào con cũng hốt hoảng đưa vợ con đi bệnh viện. Lần này là ăn bậy bạ, lần sau là cái gì? Rồi còn cháu nội của mẹ nữa, nó có gì ai chịu trách nhiệm? Nhưng mà mẹ tự ý dọn đồ như vậy là không được. Bây giờ Lam giận con bỏ đi luôn rồi. Em thấy chưa? Bây giờ phải để cho con nhỏ đến nước phải bỏ đi. Thiệt tình. Anh đã nói là không tham gia, và anh cũng đã công nhận việc em làm là đúng. Em yêu cầu anh tôn trọng quyền quyết định của em. Hồng Lam nó là tiểu thư, chắc chắn nó không dám đi đâu xa đâu mà con lo. Gọi điện cho mẹ vợ con đi. Mẹ con nói phải đó. Con gọi chưa? Dạ chưa. Trời đất ơi, vậy mà không chịu gọi. Gọi đi rồi năn nỉ mẹ vợ cứu giùm cho. Phải đó, mau gọi đi, coi vợ con có ở bển không. Dạ.
Sao vậy? Không dám gọi. Để mẹ gọi. Trước sau gì mẹ cũng cần gặp chị Du để bàn về vấn đề này. Thôi vậy thôi, để con gọi. Cô cho tôi với xe. Cảm ơn anh nha. Trời ơi, khoái cái vụ gửi xe miễn phí vậy á. Chào cô. Ê ê, bà Lam. Bà Lam, sao chưa về nữa? Không biết đi về đâu hết. Thôi, lên xe đi. Tôi chở cho đi. Giờ bà muốn về nhà hay về công ty? Về đâu cũng được, nhưng mà nhất định không về nhà ông Kiên. Trời, sao căng dữ vậy trời. Đợi nón vô. Đang đội rồi mà. Không phải nón đó, nón này nè. Đi 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 đi, nhanh nhanh đi bà, nhanh. Ơi rồi rồi chưa? Kiên à, bây giờ con kiếm con Lam dỗ ngọt nó trước đi. Dạ. Còn mẹ con á, để ba từ từ kiếm cách cho. Dạ, ba ráng giúp tụi con nha ba. Ừ, thôi con đi đi. Chứ mà để mẹ con biết ba đang ủng hộ con á là tiêu ba luôn á. Dạ, được rồi. Anh Kiên, anh Kiên, anh Kiên. Hay để hôm nay em chở anh đi nha. Thôi được rồi, để tôi tự đi. Dạ. Nó đang có chuyện gấp, mày để cho nó đi đi. Mày mà chở nó chắc tới chiều mới tới nơi á. Trời ơi, vẫn cứ coi thường tay lái lũ của con hoài à. Cái lịch làm việc của Dương bữa nay sao rồi? Dạ, 2:30 Dương có hẹn với cô Sáu, cán bộ phường, đi uống cà phê để bàn về vụ xây cầu ở Mang Thít tại Vĩnh Long. Ừ, uống cà phê thì được. Dạ. Tiếp theo 4:00 Dương có hẹn với bác Tám để đi đánh cờ tướng. Chưa hết đâu Dương, cái này mới quan trọng nè. 6:00 con chở Dương đi nhuộm tóc, sau đó 8:00 con chở Dương về nhà. Dạ hết. Thôi 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 thôi, mấy cái lịch vậy mà mày cũng ghi vô nữa hả? Dạ. Thôi bây giờ mày vô ngủ giùm tao một cái đi. Ha, rồi chiều mày chở tao đi công việc. À mày nè, sẵn tao nhắc luôn, mày làm ơn làm phước á, mày đổi cái bài hát mà phát ở trong xe giùm tao một cái đi. Cái bài mỗi lần mà mày buồn ngủ mày dặn lên á, mày ghét nó bộ tao không ghét hả? Trời ơi Dượng ơi, Dượng biết đó, con ghét nhất là cái bài hát đó. Nhưng mà Dượng phải thông cảm, tại con chưa kiếm được cái bài hát nào mà con ghét hơn cái bài hát đó. Làm sao mà đổi được nha. Ê nè, tao thiệt trong đời chưa thấy có cái bài hát nào mà có cái giọng ca của cái thằng ca sĩ. Mỗi lần nghe nó hát tao phát mệt luôn á. Thôi đi ngủ đi mày. Dạ, dạ Dương đi thông thả. Ê, dừng lại. Dừng cái gì mà dừng, tới rồi. Thôi đi chỗ khác đi. Trời, người ta đã mất công tới đây rồi, bà còn giận hờn làm cái gì nữa. Kệ người ta. Ngồi im đi thím hai. Ê, bà làm cái gì vậy? Chào anh. Chào em. Xuống xe. Không. Trời, xuống xe đi mà. Bye bye hai người nha. Cảm ơn em nhiều nha. Đồ bầu bỏ bạn. Trời đất ơi, hết pin lúc nào không hết, hết ngay lúc này là sao? Thôi đi về đi bà xã. Anh đừng có tưởng là em không có chỗ nào để đi nha. Anh có tin là em sẽ ra khách sạn để ở không? Nhưng mà tiền với lại giấy tờ em để ở nhà hết rồi. Thôi, em nghe anh đi. Đi về đi nha. Ở đây nắng quá rồi, đen da nữa, rồi nóng con mình nữa. Cuối cùng là anh lo cho con chứ đâu phải lo cho em chứ. Trời ơi, nhưng mà bây giờ anh phải làm sao để cho em đi vô xe, để em đi về với anh đây hả? Bà xã, đưa tay đây. Ừ. Du. Ủa, con về đó hả? Dạ. Sao vậy sớm vậy con? Ủa, sao con nói trưa nay con đi ăn cơm với khách? Dạ, người ta hủy cuộc hẹn nên con về nhà ăn cơm với Vú luôn. Anh Thành dậy chưa vậy Vú? Con đi chút xíu thì nó dậy, rồi thay quần áo rồi đi mất rồi.
chắc nó đi công chuyện gì đó. Ảnh đang thất nghiệp thì có công việc gì đâu mà làm hả vú? Chắc lại đi nhậu nữa rồi. Có chuyện gì nữa hả vú? Con với vú có phải xa lạ gì đâu mà còn ấp úng nữa. Vú ngồi xuống đây nói con nghe coi. Hồi hôm nay thằng Thành nó đi nhậu tới khuya, rồi tối nó gây lộn với con phải không? Cũng đâu có gì đâu mà vú. Vú chăm sóc con từ nhỏ, không cần nhìn con, chỉ cần nghe hơi thở của con thôi là vú biết con có chuyện rồi. Vú yên tâm đi, con không sao thiệt mà. Với lại mấy cái chuyện xảy ra trong nhà này á, vú hứa với con là đừng có kể cho ba má con nghe nha. Thiệt khổ ghê vậy đó. Vú cũng thấy rồi đó, ba má con bây giờ lớn tuổi rồi, sức khỏe lại không tốt nữa, con không muốn ba má con buồn đâu. Vú biết con là đứa mạnh mẽ. Từ lúc á, thằng Thành nó bị bệnh thất nghiệp, nó không có công ăn việc làm, sanh ra nó đối xử cọc cằn với con. Nhưng mà con cũng ráng hiểu cho nó. Đàn ông mà, thằng nào nó cũng có sĩ diện. Nhưng mà vú thấy rồi đó, con càng nhịn, càng im lặng thì ảnh lại càng làm tới. Con sợ cho đến một ngày nào đó rồi con... Thôi con, vú sợ á, già néo rồi đứt dây đó. Thôi, bây giờ mình không có nhắc mấy chuyện này nữa. Con đói bụng rồi, vú vô dọn cơm cho con ăn nha. Ủa, không chờ Thành về hả? Ảnh đi nhậu, biết chừng nào mới về tới mà chờ. Thôi được rồi, con ở đây con chờ vú nha. Vú hâm đồ ăn rồi con ăn. Dạ. Yeah. Nè, con thì nhịn đói được, nhưng mà đứa nhỏ thì không có nhịn được đâu á nghe. Cảm ơn vú. Chờ vú nghe. Dạ. Yeah. Chuyện với anh nữa, tôi không muốn gây gổ với anh trong căn nhà này, mà còn lại ảnh hưởng tới đứa bé nữa. Tôi không muốn khi mà nó chưa chào đời, nó lại chứng kiến cảnh gây gổ của cha mẹ nó như vậy. Anh muốn làm gì anh làm đi, tôi chịu hết nổi rồi. Tôi hết nổi thì sao? Em đứng lại, cô đi đâu vậy? Đứng lại, đừng lấy đứa con ra hùng thằng này. Vô nhà mẹ càm ràm em nhiều lắm, hay thôi anh đưa em về lại nhà mình được không? Ba mẹ. Hai đứa về rồi hả? Nãy giờ mẹ sốt ruột chờ đó. Hồng Lam à. Từ từ thôi em. Dạ thưa ba mẹ, con mới qua. Về chứ quá gì con. Từ bây giờ á, con ở bên này luôn mà. Nhớ không? Anh làm như em là con nít vậy đó, dặn dò hoài. Anh lên làm công việc của anh đi. Hey. Út Lành à. Dạ. Ra biểu coi. Dạ. Bà ơi, kêu con cái gì? Mợ Lam về rồi, đang ở trong phòng. Nhiệm vụ sắp tới của mày là canh chừng mợ Lam. Bà yên tâm đi, theo dõi là nghề của con. Tao có kêu mày theo dõi đâu, mà tao biểu mày là chỉ cần theo canh chừng mợ Lam, đừng để cho mợ Lam mày làm lụng gì hết. Nhớ, tuyệt đối không có lệnh của bà, không được mở cổng cho mợ Lam ra ngoài, nhớ chưa? Trời, cái này giống như bị giam lỏng vậy. Mày nói cái gì? À không, con hiểu rồi. Điếc giống như con khùng vậy á. Đi vô chuẩn bị cơm nước đi. Dạ, tuân lệnh hoàng thái hậu. Bà nói á, cậu mợ nằm đỡ gối mình cũ của cậu kia hả? Mày nhái tao đó hả? Dạ đâu có, con làm theo. Con Lam này cứng đầu. Dạ đúng, cái đầu quá cứng. Bởi vậy bà phải tìm mọi cách để làm cho cái đầu của mợ Lam mềm lại. Nếu không hả, sống như chơi, trốn á. Út Lạnh. Dạ. Lại đây ngồi nè.
Ngọ ở đâu vậy? Bà tin tưởng con. Dạ. Chính vì vậy bà cần con giúp đỡ bà. Chuyện gì bà? Canh chừng mà làm cẩn thận. Dạ, chuyện nhỏ. 24/24. Chuyện lớn. Vợ ơi. Ồ. Sao em? Hả? Sao? Em vừa ý chưa? Anh phải chạy qua chạy lại lấy nguyên bộ ra giường qua cho em nè. Đừng có than thở nha. Anh phải nhớ là vợ của anh chỉ có thể nằm ngủ ngon giấc ở trên cái ga giường của mình thôi. Cũng may á là em không kêu anh giác nguyên cái niệm qua đó chứ. Ờ ha. Em quên cái này, em quên á. Mới nhắc tới cái mặt đã xanh lè. Sợ rồi kìa. Anh làm gì vậy? Anh ngủ đi. Anh làm gì vậy? Đã nói ngủ đi rồi mà. Thái độ này là sao? Đã nói là anh ngủ đi. Hôm nay em mệt lắm. Cô làm vậy là sao? Cô làm vậy là sao? Khuya rồi, đừng có ồn ào như vậy. Nếu mà anh không thích thì tôi đi ra ngoài. Cô càng ngày càng quá đáng. Tôi đi nhậu với bạn tôi á, cô cũng cự. Bây giờ tôi về đây, tôi ăn cần với cô cũng cự là sao? Tôi đã nói là im lặng, đừng có ồn ào. Anh có biết mấy giờ rồi chưa? Không biết mấy giờ là mấy giờ hết. Bây giờ mình phải nói ra lại chuyện này đi. Coi hơn chồng vậy là không được. Ngày nào về anh cũng uống say xỉn rồi anh về đây anh gây sự hết. Anh không nghĩ tới tôi thì anh cũng phải nghĩ tới đứa con nữa chứ. Tôi không gây sự gì hết. Tại cô thay đổi. Tôi thay đổi cái gì? Cô coi thường chồng cô. Đứng lại. Cô đi đâu? Đứng lại. Cô đi đâu vậy? Cô đừng thách thức tôi. Đừng thách thức tôi. Thôi được rồi, anh buông ra đi. Rồi muốn làm gì cũng được hết. Nói thiệt không? Thiệt. Để thì được. Cô làm gì đó? Anh đứng lại đó. Nè, anh mà bước lại, anh làm cái gì tôi là tôi chụp lại hết. Tôi chụp hình lại, tôi lấy bằng chứng. Tôi sẽ kiện anh cái tội là ngược đãi bà bầu đang mang thai đó. Dám không? Nhào vô. Cô đừng lấy luật pháp ra hùng tôi. Anh nói lại đi, anh nói lại. Đừng thương thằng này cô. Anh nói lại câu đó. Đừng không đem luật pháp ra hùng tôi. Cô làm cái gì vậy? Tôi quay phim. Dẹp đi. Tôi chưa đánh cô cái nào thì mất gì cô thương tôi tội ngược đãi. Anh chưa bạo hành về thể xác, nhưng mà anh đang bạo hành về tinh thần của tôi. Phụ nữ mang thai cần được chăm sóc toàn diện về tinh thần và thể chất. Anh đừng để tôi phải dứt tình mà dùng đến pháp luật nha. Cô dám không? Anh bước lại đây. Dám không? Dám bước lại không? Biến ra ngoài ngủ. Xuống phòng khách ngủ đi. Người đi xuống là anh chứ không phải là tôi. Tôi đang mang thai, bà bầu cần được nghỉ ngơi đúng giờ đúng giấc và đúng chỗ. Ngon thì nằm, không nằm thì thôi. Gì nữa? Cô làm gì vậy? Tôi chụp hình. Vừa phải thôi, tao chụp hình. Thank you.
giờ này còn chưa về nữa. Anh có sao không? Anh đi đâu mà giờ này mới về vậy? Anh ổn mà, không sao đâu em. Anh ngồi nghỉ đi. Lại đây với anh. Nữ luật sư dễ thương của tôi, cho anh hùng miếng nha. Ê, sao mà nhiều mùi rượu bia quá vậy trời? Ngày nào anh cũng đi nhậu hết. Không nhậu sao lên? Em muốn chồng em xìu xìu ến ến hoài hả? Mỗi lần mà anh say xỉn á, là anh cứ biện hộ cho việc thăng tiến của anh không à. Bộ anh đi lên bằng bia rượu hả? Đừng có chống cự anh mà. Mình có con nha cô luật sư của anh. Thôi mà, anh muốn có con á thì đợi khi nào anh tỉnh táo đi. Chứ trong tình trạng say xỉn như vậy, con của mình ra đời nó cũng đâu có được mạnh khỏe đâu. Em dám coi thường anh? Em nói anh yếu hả? Vậy thì để coi ai yếu hơn ai nha. Thôi mà anh. Anh xỉn nữa rồi hả? Ê. Nữa. Con Khánh nó đang bầu bì, nó đã nhịn cậu rồi. Cậu là chồng nó, cậu phải hiểu nó chứ. Má tôi chết lâu rồi nha. Tôi không muốn ai làm má tôi, dạy đời tôi nữa. Vô bếp kiếm cái gì nấu cho tôi ăn nhanh. Anh ơi, lại ăn sáng rồi đi làm nè anh.
Em ăn gì chưa? À, em uống sữa là được rồi. Bầu bì uống sữa sao đủ chất. Thôi em ăn luôn tô mì của anh đi. Ăn đi, lát anh ra ngoài mua ổn mì ăn cũng được. Nè. Thôi anh ăn đi. Một lát á em uống sữa xong em ăn. À, anh nè. Bữa nào anh rảnh á, anh xem lại giùm em chiếc xe nha. Mấy bữa nay xe cứ chết máy hoài à. Vậy hả? Em để quên quyển sách, anh vào phòng lấy giùm em nha. Em để trên cái kệ á. Ok vợ, em để anh chút nghe. Nhà này không có chấp nhận con dâu dễ dãi như vậy. Trời, em xin lỗi chị. Tại sao cứ như vậy? Lễ quá.